Hi, mình chào người anh em nhé. Như ý hôm nay xin giới thiệu đến người anh em một bộ phối ghép giữa con Mr. Bàng bãi Mỹ Mackie 1402 VLZ với một con FXR cũng Mỹ luôn ha, Lời Si Công MX200. Hai con này gần như là quá quen thuộc rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói cái cách hiệu chỉnh xe qua và con FX này. Về cái phần mixer thì đơn giản rồi, ví dụ mình cắm nhạc vào đây thì mình đẩy lên thôi, không đơn giản chứ không có gì khó hết đó. Micro thì mình cắm vào đây thì mình alo thôi. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đây là cái tiếng mic 1 ha. Bắt đầu từ bàn mixer mình gửi hai đường ốc sen này, hai đường ốc sen này ha, đi vào input của con FX không. Bắt đầu từ hai cổng output của con FX thì mình cắm hai đường line đây. Mình cắm đường line về để mình mô phỏng cái hiệu ứng một máy rồi cho một máy reverb cho anh em dễ hình dung. Chứ cắm cái đường shifter return đây vẫn được ha. Cắm đường shifter return đây thì phải ngay cái nút này lên. Nhưng mà nó khó hình dung thì bây giờ mình sẽ làm cái kênh đầu tiên ha. Lưu ý một điều là khi mình chọn cái mod là mình chọn cái chế độ mono ha. Mono là chế độ số 1 đèn sáng lên này. Anh em chú ý hiệu ứng này ha. Rồi bây giờ mình đẩy ra cái line số 1 lên này ha. Line gì đây? Alo, 1 1 2 5 6 7 8 9 10. Là ở chỗ ha. Đây là reverb này. Alo. 1 2. Hết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái bộ ở chỗ trước ha. Alo. Ở chỗ thì ở đây nó có cái bộ, đây là bộ delay ha, bộ delay bộ ở chỗ. Còn bộ reverb này là bộ reverb delay hay là còn gọi là tiếng ở chỗ được hay không? Là nó có cái ký hiệu màu đỏ này. Màu đỏ này thì mình đang ở chọn cái mode delay ha, mode delay. Thì mấy màu đỏ này thì mình tương ứng mình chỉnh cái mic số 2. Mic số 2 nó cũng là màu đỏ luôn anh em chú ý ha. Mic số 2 cũng là màu đỏ. Và cái tempo bên này cũng là màu đỏ luôn ha. Ví dụ như mình ốp cái đường này nó không có hết này. Alo. 1 2 3. Không phải, đó mình chỉnh này. Mình chỉnh cái repeat cho sao cho mình nghe vừa tai ha. Alo. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7. Cái này là mình chỉnh lại nó không có repeat luôn. Alo. 1 1 1 1. Muốn repeat mạnh lên. Alo. 1 1 1 1 2 2 2. Ờ chỉnh này ha. 1 1 1 1 2 2 2. Ví dụ như cái này là ok đúng không? Ồ. Alo. 1 1 1 2 2 2. Rồi ví dụ như mấy ô trô mình chỉnh như vậy là ngon rồi. Ok thì mình ốp mấy ô trô lại ha. Rồi mình tiến hành mình chỉnh mấy reverb. Mấy reverb thì mình đẩy cái nút bên này thì mình chỉnh hiệu ứng bên này. Kênh reverb mình đang chọn là lát ho nha nè, lát ho. Thì như vậy thì sao? Thì mình sẽ chỉnh ba cái biến mấy reverb bên này ha. Alo. 1 2. Rồi bắt đầu mình chỉnh cái decay này. Nếu mà mình ốp xuống thì anh em nghe thử sao ha. Hey. Tiếng vật này cục lắm, mình phải mở đi cây lên ha. Tiếng nó rất mềm, muốn tăng độ sáng độ lợi lên tăng thêm xíu nữa. Rồi ngon. Như vậy là mình đã chỉnh được cái máy ở chỗ máy đi vật không? Bây giờ mình muốn chọn hai thằng lên thì mình để mình kiểm tra cái hiệu ứng như thế nào ha. Alo. 1 2 10. Thì như vậy là đơn giản thôi, mình chỉ chỉnh hai cái máy ở chỗ reverb xong rồi đúng không? Bắt đầu bây giờ mình tiến hành mình lưu này, lưu gọi là cái chương trình. Mình lưu lại ví dụ như hôm nay mình thích hát ở chỗ thì mình gọi ở chỗ ra, mình thích hát reverb thì mình gọi reverb ra ha anh em ha. Bây giờ ví dụ như mình lưu lại đi ha. Đầu tiên mình chỉnh như vậy là ngon rồi đúng không? Mình bấm chữ star. Thì nó báo mình star là cái đèn số 6 đang nhảy này. Thì nó báo mình là sẽ lưu lại kênh đúng không? Thì mình lên đi, mình cứ lên đi. Ví dụ như mình lưu kênh số 1 đi ha, số 1 đi. Thì mình sẽ bấm start lần nữa, thì cái đèn số 1 nó sẽ đứng lại này anh em ha. Nó đứng lại như vậy. Như vậy là nó đã lưu cái kênh ở chỗ rồi, vào mình chỉnh là qua số 1 rồi đó. Rồi em ví dụ là một lần nữa em mô đẩy hai hiệu ứng lên mô phỏng cho anh em ha. Alo. 1 2. Anh em thấy chưa? Khi mình lưu kênh số 1 thì mình kiểm tra hiệu ứng nó ACC nó ra kênh số 1 rồi này. Hey. Ở chỗ ha, reverb ha. Rồi ở chỗ cầm reverb ha. Thì bây giờ mình mix thôi, mix gọi là trộn đấy, trộn nhạc, trộn effect. Alo. Rồi xong. Ví dụ như bây giờ mình muốn lưu một kênh ở chỗ nữa, mình lưu kênh ở chỗ cho nó nhanh lên. Alo. 1 1 1 2 2 2. Anh em thấy nó tăng cái beat lên luôn. Alo. 1 1 1 2 2 2. Rồi ví dụ như mình muốn lưu kênh số 2 thì sao? Đơn giản cũng bấm chữ star ha. Bấm chữ star thì cái đèn này nó nhảy này. Mình sẽ dùng con trỏ này mình quay đi kênh số 2 ha. Quay kênh số 2.
mình nhấn cái kích start một phát nữa, như vậy là lưu rồi đó. Ở đây. Rồi ví dụ như giờ mình lưu xong rồi, bây giờ mình load đi, giờ mình gọi kênh ra. Ví dụ hôm nay có ông khách ông thích hát ở chỗ nhanh. Rồi mình nhớ là ở chỗ nhanh là mình lưu kênh số 1 đúng không? Thì mình sẽ lên về kênh số 1, đây ha. Thì cái đèn này sẽ nhấp nháy, mình nhấn cái kịch vô, nhấn cái nút to, nhấn như kiểu kịch như cái nó bịt. Đó, là đèn số 1 đứng này. Kiểm tra hưởng đúng nha. Alo. 1 2. Đó, anh em thấy chưa? Đơn giản lắm, cái con này mà cầm lên tay rồi là mình chỉnh trong vòng một nốt nhạc. Re ngay. Đơn giản cực kỳ anh em ơi. Con mixer này hàng của Mỹ anh em. Quay cho anh em lượng dòng cơ bản con mixer 1402 VLZ hàng Mỹ xịn sò này anh em, điện 120 ha. Mỹ nè, mai đen ngu ra nè, thấy chưa? Đấy, Mỹ đấy. Số series nó là 2365 đấy, hàng Mỹ mai đen ngu ra ha. Con mixer này giá 5.200.000 đồng không? Và cái con Lexicon MX200 này là con này là con của Mỹ nhưng mà được sản xuất tại China ha. Cái Lexicon là anh em hiểu rồi, Lexicon là tập đoàn của Harman mà Harman là của Mỹ đó nha anh em. Chứ không phải là của China anh Hùng đâu, China anh Hùng chưa có làm cái con này đâu ha. Đó, thì con effect Lexicon này thì giá nó 3 triệu đồng ha, giá 3 triệu đồng. Còn mixer này giá 5.2 triệu. Nếu anh em nào lấy đủ bộ này mình sẽ bớt 200.000. Ok. Mọi chi tiết mua hàng người anh em vui lòng liên hệ ý qua địa chỉ này ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.